Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Hồ Việt Trung lo lắng khi khoảng cách giữa hai bố con ngày càng lớn. Mới đây, trước khi con gái vào năm học mới, Hồ Việt Trung đã tranh thủ thời gian để hai bố con chụp cùng nhau một bộ ảnh. Theo nam ca sĩ chia sẻ, bé xí muội năm nay đã vào lớp 2 tại một trường quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô bé ngày càng xinh xắn, đáng yêu, đặc biệt là còn sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Tuy nhiên, giọng ca nhúc em vào tim cũng cho hay ở thời điểm hiện tại, khi bé càng lớn thì sự lo toan của người cha dành cho con gái ngày càng nhiều. Một mình nuôi con với Hồ Việt Trung áp lực lớn nhất trong thời điểm hiện tại không phải về vật chất mà là khoảng cách ngày càng lớn giữa bố và con gái khi nhìn theo từng bước trưởng thành của xí mồi, cụ thể anh cho hay tôi có thể lo cho con về vật chất nhưng con càng lớn thì khoảng cách giữa hai ba con càng xa, tôi hiểu rằng có những điều một người cha không thể nào nói với con gái của mình được. Tôi trăn trở về điều đó mỗi ngày và chưa biết giải quyết bằng cách nào. Họ Việt Trung và con gái vừa thực hiện bộ ảnh cùng nhau. Đây là bộ ảnh anh dành tặng xí muội trước khi bé lên lớp 2. Hồ Việt Trung chia sẻ, điều anh lo lắng nhất hiện tại là khoảng cách thế hệ. Anh sợ đến một thời điểm mình sẽ không còn thấu hiểu ái nữ. Còn nhớ Hồ Việt Trung từng chia sẻ, mình không có ý định kết hôn mà sẽ toàn tâm toàn ý lo cho ái nữ đến năm 18 tuổi. Thời điểm đổ vỡ tình cảm, nam ca sĩ từng tâm sự. Cảm giác lúc đó không biết phải nói ra như thế nào, nhưng tôi đã tự nhủ. Mình phải mạnh mẽ và cố gắng nhiều hơn nữa để bảo vệ và chăm sóc cho con tới nơi tới chốn Chia sẻ về việc sẽ ra sao nếu thời điểm đó tình duyên lỡ lan, họ Việt Trung không chút mảy may lo lắng. Nếu lúc ấy không thể tìm được hạnh phúc thì tôi ở giá cũng được. Được biết, dù có nhiều cô gái từng ngỏ ý muốn sống cùng hai cha con, nhưng nam ca sĩ đã từ chối để có thể lo châu toàn cho xí muội. Anh hiện dành hết tình yêu cho con gái, xí muội là niềm vui, là hạnh phúc của họ Việt Trung. Những khoảnh khắc bình dị đáng yêu của hai cha con khiến ai cũng ngưỡng mộ. Bé xí muội tên thật là Gia Hân, sinh ngày 18 tháng 5 2015. Cách đây 4 năm, anh gây bất ngờ với fan khi thừa nhận đã làm cha vào đúng sinh nhật 3 tuổi của xí muội. Bé có thành tích học tập rất xuất sắc, khiến cha tự hào. Còn nhớ hồi tháng 6 vừa qua, họ Việt Trung đã tự hào khoe lên trang cá nhân, tấm ảnh chụp cùng giấy khen của con gái. Tấm giấy khen đầu tiên của xí muội khoe với ba, hỏi chỉ muốn ba thưởng gì thì bà cứ đòi đi tắm biển. Ok con, may ba chợ đi Đà Lạt chơi. Nam ca sĩ tự hào khoe thành tích học tập của con gái lên trang cá nhân, hai cha con thân thiết quấn quýt bên nhau, những hình ảnh nhận được nhiều hảo cảm của công chúng. Có thể thấy dù là gà trống nuôi con, làm cả ba và mẹ, nhưng họ Việt Trung vẫn rất cố gắng quan tâm chăm sóc đầy đủ cho ái nữ, chính điều này càng giúp anh nhận nhiều hảo cảm từ công chúng. Ngoài kiến thức, anh chú trọng rèn luyện tính tự lập và các kỹ năng mềm cho con. Khi cho con học ở trường quốc tế, điều tôi mong muốn nhất là rèn cho con ý thức tự lập để con có thể lo cho bản thân từ nhỏ và lớn lên cũng có thể vững vàng, không cần đến người lớn kè kè bên mình. Hồ Việt Trung nói, bạn có nhận xét như thế nào về những chia sẻ của Hồ Việt Trung? Hãy để lại bình luận phía bên dưới. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo